Ngày 30 tháng 5, Công an huyện Cần Đức, tỉnh Long An cho biết đơn vị vừa triệt xóa điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn ở khu đất hoang. Sáng 29 tháng 5, Công an huyện Cần Đức, tỉnh Long An đã ập vào khu đất hoang thuộc ấp 6, xã Phước Đông, bắt quả tang 15 người tụ tập đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, Công an tạm giữ 4 con gà, 2 cặp cựa, 1 cân, 24 xe máy và 104 triệu đồng tiền mặt. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cần Đức, tỉnh Long An xác minh làm rõ và xử lý theo quy định. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.